Xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy đã có rất là nhiều những sản phẩm xe qua sử dụng. Thì Huy sẽ dành vài phút giới thiệu đến các chị và các bạn một mẫu xe mà được rất là nhiều khách hàng trong thời gian vừa qua có hỏi Huy rất là nhiều. Một chiếc xe Fortuner máy dầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, số sàn nha các bạn. Khá là phù hợp cho các chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua xe về chạy cho dịch vụ, chạy gia đình cũng khá là ổn ấy nha các bạn. Vừa tiết kiệm nhiên liệu cũng như là về cái độ bền bỉ của sản phẩm thì thực sự Fortuner máy dầu là một trong những sản phẩm mà đã giúp cho Toyota có một cái vị trí đứng trên thị trường khá là nhiều. Với những cái tính năng khá là nổi trội, ngoài cái phần tiết kiệm nhiên liệu cũng như là về cái độ bền bỉ của Fortuner máy dầu, thì những cái ưu điểm như là về cái độ rộng rãi của khoang hành khách, vị trí để đồ, cũng như là về cái sự tiện nghi, hệ thống điều hòa khá là mát, cũng như là về cái độ ổn định xe khi mà chạy ở tốc độ cao, thì Fortuner máy dầu được khách hàng lựa chọn là một trong những cái sản phẩm mà khá là bán khá là chạy đối với những cái sản phẩm của Toyota. Thì chiếc xe này đã được bên Huy làm Maruguri cũng như là kiểm tra 176 hạng mục, bảo trì bảo dưỡng đầy đủ. Thì xe này thì chủ xe mua và bảo trì bảo dưỡng tại hãng rất là đầy đủ các bạn. Chắc xe thì bên Huy đã kiểm tra khá là ổn, cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, đảm bảo động cơ hộp số còn nguyên bản. Xe thì vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ, cho nên là có bất kỳ những vấn đề gì thì các anh chị và các bạn có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra bảo hành cho các anh chị. Xe màu xám nha các bạn, màu xám là một màu khá đặc biệt đối với cái dòng Fortuner. Đó, một chiếc xe nhập khẩu. Thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn mình đi xem một vòng về phần nội thất của xe, rồi mình sẽ đi xem chi tiết hơn phần nội thất bên trong để đánh giá về chất lượng của sản phẩm nha các bạn. Xe này là nhập khẩu 2019, thì 2019 mà kiếm xe nhập khẩu cũng khá là hiếm nha các bạn. Xe này thì đi mới được có 26.000 cây số. Cho nên là về chất lượng của chiếc xe này thì không khác gì máy so với một chiếc xe mới các bạn. Hệ thống gầm, rồi hệ thống điện, hệ thống điều hòa, mọi thứ còn rất là mới luôn. Đèn, sử dụng đèn bi rồi nha các bạn nha. Xe này thì chủ yếu là bên Huy lái về làm Maruguri thôi. Chủ xe đi giữ khá là kỹ, xe đi không nhiều. Một chiếc xe nhập thì với nhiều ưu điểm mà khách hàng có chia sẻ với Huy tìm kiếm xe nhập, thì khách hàng thích nhất là cái độ cách âm cũng như là về cái độ giảm sốc của xe. Thì khách hàng có chia sẻ là đối với cái sản phẩm xe nhập thì độ cách âm nó tốt hơn, cũng như là về cái độ giảm sốc của nó thì nó sẽ tốt hơn so với những xe lắp ráp. Xe được dán phim cách nhiệt tại hãng nè các bạn, gắn che mưa. Còn về màu sơn thì còn rất là đẹp nha các bạn. Bên Huy chủ yếu về làm Maru, đánh bóng lại. Thì sản phẩm thì đã được bên Huy làm Maru, vệ sinh sạch sẽ hết, gầm nhún, rồi nội thất bên trong, rồi động cơ. Bố thắng sau là bố thắng đĩa nha các bạn. Đèn sau thì sử dụng đèn LED. Đó. Ở phía trên thì anten thì sử dụng cái kiểu đuôi cá mập và có đèn cụm đèn LED ở đuôi cá các bạn nha. Cụm đèn LED ở đuôi cá. Ok, rồi, ở phía sau thì có hai cái cảm biến gear. Hai cảm biến gear ở phía sau nha. Rồi chúng ta quan sát thêm về cái phần vỏ. Vỏ sơ cua còn nguyên bản nha các bạn. Chưa hạ lần nào. Đó, gầm nhún thì còn rất là đẹp, một chiếc xe nhập khẩu từ Indonesia. Huy sơ lược cho các anh chị các bạn về phần ngoại thất của xe. Sau đó thì Huy sẽ giới thiệu chi tiết hơn phần nội thất bên trong để cho các anh chị các bạn
xem qua về chất lượng của sản phẩm nha. Rồi, Huy mời các anh chị và các bạn cùng Huy xem phần nội thất ở bên trong của xe. Huy mời các anh chị và các bạn cùng Huy xem chi tiết hơn về phần nội thất bên trong của chiếc xe Fortuner máy dầu này nha. Đó, đầu tiên thì chúng ta quan sát ở phần cốp sau. Fortuner thì có một cái khoảng để đồ khá là rộng ở phần phía sau nha các bạn. Thì đồ nghề chắc chắn rồi, còn nguyên bản chưa từng đụng chạm gì tới, do là bánh xe cua của xe là còn nguyên bản, chưa hạ. Fortuner máy dầu thực sự là trên thị trường thì có thể là có nhiều, nhưng mà đối với một chiếc xe mà chạy cây số ít như chiếc xe Fortuner này thì cũng rất là hiếm nha các bạn. Và đặc biệt đây là một chiếc xe Nhật nữa. Thì bắt đầu từ tháng 6 năm 2019 thì chúng ta không có ra những cái sản phẩm xe Nhật nữa, cho nên là đây là một sản phẩm cực kỳ là hiếm. Ghế da đã được chủ xe bọc rồi, da này da xịn luôn nha các bạn, rất là mềm, chất lượng, bọc tại hãng cho nên là khá là ok luôn. Khoảng không ở bên trong của Fortuner cực kỳ rộng rãi luôn, mỗi hàng ghế thì đều có hai cửa gió điều hòa, cho nên là về cái sự tiện nghi ngồi thoải mái và hệ thống điều hòa rất là mát, thì khách hàng mà ngồi trên những cái chiếc xe như Fortuner này thì cảm giác rất là thích thú. Và đối với dòng Fortuner thì khi mà chúng ta đi mà chở đồ nhiều đó thì hoàn toàn mình có thể có được một cái vị trí để đồ rất là tiện lợi. Và với một tay thì Huy có thể có được một cái khoảng để đồ rất là tiện lợi, mình treo cái ghế này lên. Ok, thì các anh chị và các bạn có thể để được rất là nhiều đồ. Rồi, tiếp theo thì Huy mời các anh chị và các bạn xem ở phía khoang giữa. Thì đây là vị trí cho những cái người ngồi phía sau. Về cái khoảng để chân cũng như là về cái khoảng cách từ đầu cho đến trần xe thì thực sự là Fortuner máy dầu nó rất là rộng và mình ngồi sẽ cảm thấy khá là thoải mái các bạn. Còn đây là phần tapi cửa, thực sự là khá là ổn các bạn. Chủ xe đi giữ kỹ cho nên là không có bị trầy xước gì cả. Mua một chiếc xe này về mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí so với việc mình sở hữu một chiếc xe mới các bạn. Một chiếc xe Nhật khá là hiếm có trên thị trường, đi ít nữa chứ. Đó, móc đồ 4kg, còn rất là mới nha các bạn nha. Từng chi tiết của xe còn rất là mới, và xe thì Huy còn cảm nhận được cái mùi thơm của phần nội thất, khá là ổn nha các bạn. Các anh chị và các bạn nào mà thích một chiếc xe Nhật từ Indo thì có thể quan tâm đến sản phẩm này. Thì sản phẩm này bên Huy đã làm Maruguri, đã bảo dưỡng, đã kiểm tra và xe đã được cấp giấy chứng nhận về chất lượng xe qua sử dụng rồi, thì các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Và đặc biệt là xe vẫn còn bảo hành hãng, cho nên là có bất kỳ vấn đề gì thì các anh chị và các bạn có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra bảo hành cho các anh chị, cho nên không lo gì cả, không lo gì hết nha các bạn nha. Tắp lô mọi thứ còn rất là mới luôn. Thì về cái xe thì như Huy trao đổi, odo chuẩn của xe đây các bạn, cam kết là 26.098 cây số, odo chuẩn luôn nha. Các anh chị và các bạn có thể cảm nhận được về cái độ nặng của phần cái capo các bạn này. Theo một số khách hàng có chia sẻ thì đối với cái dòng xe Nhật này thì capo cũng như là những cái phần tôn nó nặng hơn, nó dài hơn so với xe lắp ráp, cho nên là về độ cách âm mà thì khá là tốt. Và hệ thống gầm các bạn, hệ thống gầm cũng rất là ổn định, chạy rất là êm, giảm sốc rất là tốt các bạn ha. Thì cái này là các anh chị đã mua xe và đã trải nghiệm cái dòng xe rồi thì
có chia sẻ như vậy, thì Huy cũng chia sẻ lại cho các anh chị nào có nhu cầu mà muốn mua chiếc xe nhập thì mình có thể tham khảo cái dòng xe này. Rất khá là hiếm, 2019, đi rất là lướt nha các bạn nha. Còn máy móc thì thực sự là Fortuner máy dầu khá là bền. Nếu như các anh chị và các bạn cứ 5.000 cây số mình đi bảo dưỡng thường xuyên đều thì xe các anh chị và các bạn chạy 700-800.000 cây số thì động cơ vẫn nổ rất là êm, và cái mức độ tiêu hao nhiên liệu khi mà các anh chị và các bạn chạy khoảng 700-800.000 cây số thì nó không hao hơn là bao nhiêu so với cái động cơ mới nha các bạn. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đó, còn mọi thứ thì còn nguyên bản, động cơ vẫn còn bảo hành đầy đủ, cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Sản phẩm vẫn còn được ngân hàng Toyota hỗ trợ cho vay, lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ 5.99% thôi. Một chiếc xe nhập 2019 mới đi được có 26.000 cây số. Xe được chủ xe bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng luôn. Thì Huy nghĩ các anh chị và các bạn có thể tham khảo về sản phẩm này. Sản phẩm khá là chất lượng. Thì hiện tại sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 945 triệu. Một sản phẩm xe nhập rất là hot trên thị trường. Các chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu sản phẩm này. Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.